Xin chào tất cả các em học sinh. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với bài tập sau đây. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng A. Các em cùng vẽ hình theo nhé. Đầu tiên chúng ta vẽ hình vuông ABCD. Trên cạnh BC, ta lấy điểm E. Đường thẳng qua B và vuông góc với DE. Bây giờ chúng ta kéo dài DE ra. Từ B, chúng ta vẽ đường thẳng vuông góc với DE. Cái điểm nó vuông góc này chính là điểm H. Đây là điểm H. Và nó cắt đường thẳng DC tại K. Bây giờ em phải kéo dài DC ra. Điểm này là điểm K này. Gọi M là giao điểm của DB và AH. Bây giờ em nối DB vào. Sau đó ta nối AH. Thì cái giao điểm này, đây chính là điểm M đây. Phần A yêu cầu chứng minh 3 điểm M, E, K thẳng hàng. Bởi vì hình vẽ này chúng ta vẽ mô phỏng cho nên là các cái số đo nó không chính xác lắm. Phần B chứng minh E là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác CHM. Sau khi vẽ xong, bây giờ chúng ta điền cái điểm E vào. Bởi vì cái lúc đầu nếu chúng ta điền vào thì sẽ có một số cái đường nó sẽ chắn qua cái điểm E này, thì hình vẽ nhìn nó khó hơn. Phần C, khi điểm E di chuyển ở trên cạnh BC thì điểm H di chuyển ở trên đường nào? Và người ta cho chúng ta khi góc MCH bằng 30 độ, tính độ dài của đoạn HK theo A. Bây giờ chúng ta cùng đi nghiên cứu làm phần A trước. Chứng minh 3 điểm MEK thẳng hàng. Thì căn cứ theo giả thiết, em thấy là chúng ta xét cái tam giác DBK. Tam giác DBK. Đây, DBK. Tam giác này có hai đường cao. Đó là BC và DH. Hai đường cao này cắt nhau tại E. Cho nên chúng ta suy ra E là trực tâm của tam giác. Từ đó chúng ta có KE sẽ vuông góc với DB. Rồi chúng ta ghi cái ý và phát hiện đây nhé. Xét tam giác DBK.
có hai đường cao BC và DH cắt nhau tại E. Từ đây em suy ra E là trực tâm. Và em suy ra được KE sẽ vuông góc với DB. Đây là ý thứ nhất. Muốn chứng minh cho ba điểm MEK thẳng hàng thì bây giờ chúng ta phải đi chứng minh thêm một ý nữa, hoặc là em chứng minh cho M vuông góc với DB, hoặc là em chứng minh cho KM vuông góc với DB. Một trong hai ý này. Thế thì bây giờ giả sử chúng ta sẽ đi chọn cách chứng minh cho EM vuông góc DB, tức là em phải đi chứng minh cho góc BME bằng 90 độ. Em nhận thấy cái tứ giác BMEH có cái góc tại H này nó bằng 90 độ rồi. Mà chúng ta cần phải chứng minh cho góc BME là góc đối diện với nó bằng 90 độ. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải đi chứng minh cho cái tứ giác nội tiếp. Tứ giác BMEH nội tiếp. Thế thì muốn chứng minh cho tứ giác này nội tiếp, bây giờ thầy ký hiệu một số cái góc vào đây. Đây thì kiểu là B1, B2, chỗ này là H1, H2. Thì em thấy là để chứng minh cho tứ giác này nội tiếp thì chúng ta phải đi chứng minh cho hai góc bằng nhau. Đó là góc H1 bằng với góc B2. Hai góc này cùng chắn cạnh ME, phải chứng minh cho nó bằng nhau. Thì em nhận thấy là cái góc H1 này nó sẽ bằng với góc B1. Góc này bằng góc B1. Thế thì tại sao hai góc này lại bằng nhau? Bởi vì em nhận thấy cái tứ giác này nội tiếp này, tứ giác ABHD này, tứ giác này thì có tổng hai góc đối diện bằng 180 độ, đó là góc tại A này và góc tại H. Hay cho nên là chúng ta có H1 bằng B1. Cái này là chúng ta có tứ giác nội tiếp A, B, HD nội tiếp. Thế mà góc B1 lại bằng góc B2. Hai góc này bằng nhau đều bằng 45 độ. Bởi vì đây là tính chất của hình vuông. Đường chéo của hình vuông đồng thời là đường phân giác. Rồi như vậy nhìn vào sơ đồ này, bây giờ chúng ta đã có cái hướng để làm bước tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày ý thứ hai. Xét tứ giác ABHD có góc BAD cộng với góc BHD bằng 180 độ. Mà đây là tổng hai góc đối diện của tứ giác. Từ đây chúng ta suy ra tứ giác đó nội tiếp.
Khi tứ giác này nội tiếp, chúng ta có được góc H1 bằng góc B1. Các góc nội tiếp cùng chắn cung AD. Mà chúng ta lại có góc B1 bằng góc B2. Do BD là đường chéo của hình vuông ABCD. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được góc H1 bằng góc B2. H1 bằng B2. Mà hai góc này cùng chắn cạnh ME. Của tứ giác MBEH BMEH. Cho nên chúng ta suy ra tứ giác đó nội tiếp. Đây, như vậy chúng ta đã chứng minh được đoạn này này, đang đến đây nhá. Khi tứ giác nội tiếp thì em suy ra tổng hai góc đối diện bằng 180 độ, tức là chúng ta có góc BME cộng với góc BHE bằng 180 độ. Mà góc BHE bằng 90 độ thì từ đây em trừ đi, chúng ta có góc BME bằng 90 độ. Và em suy ra được M vuông góc DB. Đây là ý thứ hai. Và như vậy từ 1 và 2 chúng ta suy ra 3 điểm thẳng hàng. Ba điểm MEK thẳng hàng. Rồi, như vậy đến đây là chúng ta giải quyết xong phần đầu tiên của bài tập này. Rồi tiếp theo em theo dõi, chúng ta đi nghiên cứu làm phần B. Chứng minh cho E là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác CHM. Tâm đường tròn nội tiếp đó là giao điểm của hai đường phân giác. Như vậy điểm E này là giao điểm hai đường phân giác. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ đi chứng minh một đường phân giác, còn đường kia chúng ta sẽ nói chứng minh tương tự. Ví dụ ở đây ta sẽ đi chứng minh cho HE này là phân giác của tam giác CHM. Như vậy thì chúng ta phải đi chứng minh cho góc H1 bằng với góc H2. Thì em nhận thấy là ở cái phần A chúng ta đã có được góc H1 nó bằng với góc B2 rồi. Bây giờ em phải đi chứng minh cho H2 bằng B2 là được. Thế thì em thấy ngay cái tứ giác này nội tiếp này. Tứ giác BHCD
Tứ giác này có góc BHD bằng với góc BCD đều bằng 90 độ, mà hai góc này cùng chắn xuống cạnh DB, cho nên tứ giác nó nội tiếp. Rồi bây giờ chúng ta đi trình bày phần B. Ý thứ nhất, xét tứ giác BDCH. Tứ giác này có góc BHD bằng với góc BCD đều bằng 90 độ, mà hai góc này cùng chắn cạnh DB. Từ đây em suy ra tứ giác đó nội tiếp. Và bây giờ em suy ra H2 bằng với góc B2. Các góc nội tiếp cùng chắn cung DC. Mà theo như phần A đấy thì chúng ta đã chứng minh được H1 bằng với góc B2 rồi. Từ đây theo tính chất bắc cầu em suy ra góc H1 và H2. Và em suy ra được HE là tia phân giác của tam giác CHM. Ở đây nếu như em mà không chứng minh cho HE là phân giác thì em có thể chứng minh tia khác cũng được. Giả sử như thế này nhé. Giả sử em có thể chứng minh cho CE là phân giác cũng được. Thế thì muốn chứng minh cho CE là phân giác thì em phải đi chứng minh cho góc C1 này bằng góc C2. Mà góc C1 này chúng ta chứng minh cho nó bằng với góc D1 đây. Bằng góc D1. Bởi vì là chúng ta chứng minh được cái tứ giác CDME nội tiếp. Cái chỗ này là do CDME nội tiếp này. Tứ giác này nội tiếp. Còn cái góc C2 này chúng ta chứng minh bằng K1. Bởi vì là cái tứ giác CKHE nội tiếp. Cả hai cái tứ giác này chứng minh nội tiếp đều theo cái cách là tổng hai góc đối diện của tứ giác bằng 180 độ. Mà chúng ta lại có góc D1 bằng góc K1. Góc D1 là bằng K1. Vì sao? Bởi vì nó cùng phụ với góc. Cả hai góc này cùng cộng với góc DBK ra kết quả bằng 90 độ. Đó là cùng phụ với DBK. Rồi như vậy là từ đó em suy ra góc C1 và góc C2. Thì em thấy là nếu mà chúng ta chọn cái cách chứng minh này thì nó dài dòng hơn, tức là chúng ta phải đi chứng minh hai tứ giác nội tiếp. Cho nên chúng ta sử dụng kết quả phần A em chứng minh cái này ngắn gọn hơn, chỉ cần chứng minh một tứ giác nội tiếp thôi, còn một tứ giác kia thì ở phần A đã làm rồi nhé. Rồi bây giờ chúng ta quay lại bài. Thế thì các cái thao tác để chứng minh cái đường phân giác khác thì nó cũng hoàn toàn tương tự như thế này, cho nên khi làm bài em được quyền em ghi là chứng minh tương tự ta cũng có.
Ví dụ như chúng ta ghi là CE là tia phân giác của tam giác CHM. Như vậy thì hai cái tia phân giác này cắt nhau tại điểm E. Điều đó chứng tỏ E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác CHM. Và đây chính là điều phải chứng minh. Rồi, như vậy chúng ta đã giải quyết xong phần B của bài toán này. Bây giờ tiếp tục chúng ta nghiên cứu đến phần C. Phần C này có hai ý. Ý thứ nhất hỏi chúng ta là khi E mà di chuyển ở trên cạnh BC, tức là điểm E, nó sẽ chạy từ điểm B đến điểm C, nó nằm giữa BC thế này. Thì khi đó điểm H di chuyển ở trên đường nào? Đó là ý thứ nhất. Thế thì bây giờ em nhận thấy này, bởi vì là AB, CD là hình vuông. Hình vuông thì đương nhiên là có tổng hai góc đối diện bằng 180 độ. Cho nên là hình vuông luôn luôn là một tứ giác nội tiếp đường tròn. Đường kính của nó chính là cái đường chéo này, chính là DB này. Và kết hợp với cái tứ giác nội tiếp mà chúng ta chứng minh ở phần B, đó là tứ giác BHDC. Kết hợp hai ý đó vào thì chúng ta sẽ có 5 điểm A, B, H, C, D cùng thuộc đường tròn, đường kính là DB. Rồi đầu tiên ta khẳng định điều đó trước để chúng ta sử dụng làm cho ý thứ nhất của phần C. Phần C này, ý đầu tiên. Ta có ABCD là hình vuông. Cho nên em suy ra tứ giác ABCD sẽ nội tiếp đường tròn. Đường kính là BD. Mà chúng ta lại có cái tứ giác DCHB cũng nội tiếp đường tròn. Đường kính là BD. Chúng ta vừa chứng minh ở phần B rồi. Thì từ hai ý này gộp vào, chúng ta sẽ có 5 điểm A, B, H, C, D cùng thuộc đường tròn. Đường kính là BD. Như vậy thì em hình dung, nếu như mà chúng ta lấy cái trung điểm của DB này làm tâm đường tròn, và bây giờ chúng ta vẽ một cái đường tròn đi qua 5 điểm này A, B, H, D, C. Ở đây bởi vì hình chúng ta dựng nó không chính xác cho nên thầy vẽ mô phỏng thôi nha. Em tưởng tượng chúng ta sẽ có một đường tròn đi qua 5 cái điểm này. Hãy thầy mô phỏng như vậy. Thế thì em thấy là khi mà điểm E nó chạy từ B cho đến C này, thì điểm H nó sẽ chạy ở trên cái cung BC của cái đường tròn đường kính BD mà chúng ta vừa mới nói đây. Rồi, như vậy chúng ta kết luận ý đầu tiên. Từ đây chúng ta suy ra khi E di chuyển trên cạnh BC thì điểm H
nó sẽ di chuyển trên cái cung BC, tương ứng là trên cung BC của đường tròn đường kính BD. Rồi, như vậy đây là ý thứ nhất của phần C. Rồi bây giờ thầy đi xóa cái màn hình này đi, cái phần lời giải ban đầu này đi. Chúng ta đi nghiên cứu ý thứ hai của phần C. Trong trường hợp mà đề bài cho chúng ta góc MCH này bằng 30 độ, yêu cầu chúng ta tính độ dài đoạn HK. Tính độ dài HK đoạn này này, theo A. A chính là cạnh của hình vuông ABCD. Thế thì bây giờ em thấy là trong tình huống mà MCH bằng 30 độ thì em thấy là góc C1 bằng góc C2 bằng 15 độ, bởi vì là cái CE là phần giác chúng ta chứng minh ở cái ý phần B này nhá. Chúng ta lý luận là khi góc MCH bằng 30 độ thì em sẽ suy ra được góc C1 bằng góc C2 đều bằng 15 độ. Bây giờ thầy ký hiệu góc này góc K2. Thì em thấy là chúng ta có cái góc HKD. KD này nó bằng góc K1 cộng với góc K2. Mà góc K1 chúng ta chứng minh được nó bằng góc C2 hoặc là bằng C1, tùy theo chúng ta chứng minh tứ giác nội tiếp nhé. Góc K1 bằng góc C2 chẳng hạn, chúng ta chứng minh cái tứ giác CKHE nội tiếp. Rồi bây giờ ta lý luận. Tứ giác CKHE nội tiếp, em giải thích lý do. Do tổng hai góc đối diện bằng 180 độ. Góc ECK cộng với góc EHK. Mỗi góc đều bằng 90 cộng vào bằng 180. Thì ở đây là cái phần cuối cùng, cho nên là chúng ta không cần thiết phải lý luận quá là rườm rà như ở phần đầu, nhưng bắt buộc cái phần đầu tiên đấy, mấy phần đầu là chúng ta phải lý luận cho nó cẩn thận vào. Rồi khi cái tứ giác này mà nội tiếp thì em đã suy ra được góc K1 nó sẽ bằng với góc C2 đều bằng 15 độ. Mà chúng ta lại có góc K2 bằng góc B2. Hai góc này bằng nhau bởi vì lý do nó cùng phụ với một góc. Chúng ta có thể chọn đó là góc chọn góc này đi, góc D này, góc mà thầy ký hiệu đấy nha. Đây. Em thấy góc K2 cộng với góc tại D này bằng 90. Góc B2 cộng góc tại D này cũng bằng 90. Hai góc này bằng nhau mà nó còn bằng 45 độ nữa. Bởi vì lý do là cái góc B2 bằng 45 độ. Em ghi là cùng phụ với góc BDK. Như vậy góc K1 bằng 15 độ, góc K2 bằng 45 độ thì cộng vào chúng ta có cái góc HKD sẽ bằng góc K1 cộng với góc K2 này bằng 60 độ. Mà chúng ta thấy là ở trong cái tam giác vuông
DHK này. Các em biết là trong một tam giác vuông thì nó có cái tính chất như thế này. Thầy thầy vẽ lại cái hình, vẽ hình khác đây để nhắc lại công thức nhé. Khi mà chúng ta có một cái tam giác vuông, ví dụ thầy vẽ tam giác DHK ra đây nhé, nó vuông tại H này. Đây là góc K, đây là góc D. Thì ở góc K chúng ta chứng minh được nó bằng 60 độ này. Khi mà một tam giác vuông có một góc bằng 60 độ thì chúng ta có công thức là cạnh huyền sẽ gấp 2 lần cạnh góc vuông nhỏ nhất. Cạnh góc vuông nhỏ nhất là cái cạnh mà đối diện với góc nhỏ nhất, tức là góc 30 độ này. Như vậy góc này 30 độ này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có KD là cạnh huyền sẽ bằng 2 lần cạnh góc vuông nhỏ nhất bằng 2 lần HK. Rồi, như vậy em áp dụng ở đây nhé. Ta đi xét tam giác. KHD vuông tại H có góc HKD bằng 60 độ. Rồi từ đây em suy ra được KD sẽ bằng 2 lần HK. Có nghĩa là chúng ta có HK sẽ bằng KD chia cho 2. Bây giờ chúng ta phải đi tính cái đoạn KD này. KD thì em nhìn trên hình nó bằng DC cộng với CK. DC là cạnh của hình vuông, đề bài cho là A. CK ta để nguyên như này. Bây giờ em nhận thấy là cái CK này nó bằng với CE. Chúng ta đưa về CE bởi vì CE nó nằm ở trên cạnh của hình vuông ABCD. Tại sao lại CK lại bằng CE? Bởi vì là tam giác ECK vuông tại C. Góc K2 này bằng 45 độ nên tam giác này vuông cân. Rồi em ghi tiếp nhé. Mà CK bằng với CE do tam giác ECK vuông cân tại C. Bây giờ đi tính CK thì chúng ta đi tính CE. Thế thì để cho tiện làm bài, thầy ghi hiệu góc này góc D2. Tính CE chúng ta sẽ áp vào cái tam giác DCE này vuông tại C. Thì em biết là góc D2 này nó bằng 30 độ. Góc D2 là chính là cái góc HDK của cái tam giác này. Được chưa? Ta đi ta xét cái tam giác này. DCE. Tam giác này vuông tại C. Có góc D2 bằng 30 độ. Em lấy góc D2 làm mốc thì cạnh DC bằng A rồi này. Mà chúng ta cần phải tính cạnh EC. Thì em nhìn đấy nhá. EC đóng vai trò cạnh đối của góc D2. Còn DC là cạnh kề. Như vậy đối kề đoàn kết chúng ta tính theo công thức tang. Rồi từ đây em suy ra tang của góc D3 tang của góc D2. Tang góc D2 tang đoàn kết đối trên kề bằng CE chia cho DC. Từ đây em suy ra CE sẽ bằng DC là bằng A nhân với tang của 30 độ.
Tan của 30 độ thì bằng căn 3 chia 3. A nhân căn 3 trên 3. Rồi như vậy khi mà tính được CE rồi, ta suy ra CK bằng A căn 3 chia 3. Rồi như vậy xong xuôi hết rồi. Bây giờ ta lắp vào đây thôi là xong nhé. Yêu cầu đề bài yêu cầu tính HK. Từ đây suy ra. Vậy HK bằng bằng KD chia cho 2. KD thì bằng A này cộng với CK. CK thì bằng A căn 3 chia 3. Rồi tất cả cái này ta chia cho 2. Cái này bằng 3A cộng với A căn 3 chia 3 thì chia 2 là chia 6. Cái này em nhóm nhân tử chung là A phần 6 ra ngoài. Thì bên trong còn 3 cộng với căn 3. Rồi như vậy đây chính là đáp số tính HK theo A. Rồi như vậy chúng ta kết thúc bài tập này tại đây. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.